Đây có mấy dàn IC mới về chưa chừa rửa rồi con. Không, chưa chừa rửa mà đẹp nhất nách không. IC 7 hồi lốc nè. Lốc vậy đẹp kinh khủng á, xanh vờn nè. IC 7 nè. Quá đẹp. Adidas 90 luôn nha. Đẹp ghê không? IC 7 Adidas 90. Quá đẹp. Ở đây là IC 7 một hết 85. Đẹp quá rồi con. Quá đẹp ha. Này là chưa chùi rửa không con? Đúng không? Chưa chùi rửa nguyên xi nha. Đây C6 luôn nè. Đây C6 F6 nè. Mắt này là chưa chùi rửa không con? Đúng không? Đẹp không? Quá đẹp rồi con ơi. Đây C6 F6 trắng tươi nè. Lốc xanh vàng. Đồng bộ là chưa chùi rửa đâu con. Cái con IC 7 XX90 này đẹp nè. Xem có Nhật còn không. Đẹp ha. Ồ, trồng trắng nè. Con nhỏ con thấy lốc xanh ít xài nè ha. Ít xài. Hồ cặp đuổi đẹp nè. Xinh dơn đúng rồi con. Đuổi cố gắng xinh dơn nữa. Wow, đuổi đây đẹp nè. IC 7 XX90. Ồ, con này đóng gông luôn là ít xài nè. Thấy không? Dầu đẹp lắm mà nha. Cái này bình dầu đẹp lắm. IC 7 F7 IC 7 1S85 nước. IC 7 XX90 gió. Ồ, hàng quá đẹp mà con ơi. Hàng này thuộc hàng nhất nách không. Quá trời đẹp. Rồi bà con là có nhu cầu alo nha. 0886356707. Này là hết chỗ để chơi không? Đẹp không? Trong một đẹp á. Chưa chùi rửa rồi không? Quá đẹp. Cái con này là đẹp nhất nè. Quá vậy. Mà con cái nồi bố trắng tươi là đẹp nè. Quá đẹp á. Con ít xài nó xanh vờn còn nguyên luôn nè. Con này ít xài nguyên rồi ha, xanh vờn là nước xanh xanh luôn mà con thấy không? Ở đó 90. Cùng giờ cũng còn đẹp. Cái dân cứ bô nè, bô đẹp ghê không? Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.